Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Là Tết Độc Lập là của Việt Nam ngày mùng 2 tháng 9. Vâng, mỗi dân tộc và có một cái nét đặc sắc riêng và có một cái tổ chức ăn mừng ngày lễ của chúng ta riêng. Là chúng ta sẽ đến một cái lễ hội rất trang trọng, là lễ hội Gầu Tàu. Vâng, còn Gầu Tàu như nào phiên dịch về tiếng dân tộc thì tôi sẽ cụ thể với quý vị sau. Nhưng trước tiên là, vâng, đây là một tổ chức lễ mà cũng thường niên. Vâng, chúng ta sẽ đi vào trong cái phần sân vận động lễ hội. Vâng, còn tí nữa tôi sẽ tiết lộ tại sao ở đâu, ăn gì, chơi đâu, vui gì, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi cứ cho hồi hộp quý vị và khán giả mà hồi hộp một chút, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi vào vâng, đó, tấp nập. Thôi không để quý vị và các bạn chờ lâu, là nhìn thấy cái biển cổng kia là ở đâu rồi ạ? Cổng này luôn. Vâng. Đây. Vâng, cổng này nó luôn. Vâng, ông này thì quen rồi. Nói như kiểu phóng viên rồi anh thấy. Tôi ở từ Lê Châu nhờ, ông này nhìn quen đấy nhỉ. Anh ở Lê Châu à? Ừ, anh Lê Châu. Không biết lần nào có quen lần nào. Không nhầm thì ngày xưa họ cùng nhau. Tôi ban miền Tây năm 96-97. Ban miền Tây à? Ừ. Thế thì ngày xưa Thao Á Sương 96 thì mình... Ông cầm máy cả. Ông cầm Thao Ngọc Sương. Thao Ngọc Sương, Thao Sương 95-96 là ban miền Tây bổ túc văn hóa Mường Lai. Hôm nay mới có dịp là lễ là Gầu Tàu Người Mông là hai ông bạn gặp Lai nhau này, giới thiệu này. Từ Lai Châu đến Điện Biên. Bây giờ đang quảng bá cái cách đây hơn 20 năm. Điện Biên lễ hội dân tộc Mông. À, cái Gầu Tàu là gì nhỉ bạn nhỉ? Cái Gầu Tàu. Gầu Tàu dịch ra tiếng Mông là như nào? Lễ Gầu Tàu thì của dân tộc Mông thôi. Không không, nhưng tên dịch ra là như nào? Ông này là người dân tộc Hoa. À, Gầu Tàu là vâng, lễ Gầu Tàu của dân tộc Mông ấy. Vâng, Gầu Tàu là dân tộc Mông là lễ tình yêu đúng không? Vâng. Vâng, quý vị và các bạn, ở là trong ngày mùng 2 tháng 9 là ở Than Uyên chúng tôi cũng đã tỉnh Lai Châu tổ chức cũng Than Uyên ấy, huyện Than Uyên đã tổ chức là cũng cái lễ buộc chỉ bóp phân, gọi là dạy hồn ấy. Thì tôi cũng hôm qua 31 và mùng 1 thì là tôi cũng đã ở đấy, và đến đây tôi là cũng xuống tận Điện Biên mà nằm huyện Nậm Pồ, mà trong đó xã Phìn Hồ, mà cũng trải nghiệm mỗi phong tục và mỗi dân tộc, là mỗi nơi mà tổ chức lễ độc lập và có một cái rất riêng mà vui chơi. Và vâng, chúng ta sẽ đi vào cái không gian trong này. Vâng. Báo cáo với bác là đây là không phải là riêng là Mông, đây là nó có cả Thái. À, 15 xã, 15 xã. Là trong huyện này là có bao nhiêu tộc, là sẽ có mấy tộc đấy. Dạ vâng. Vâng vâng. Cảm ơn chú. Nhưng mà lấy hôm nay chủ yếu là dân tộc Mông. Vâng vâng, rồi rồi. Thi đấu là thi đấu. Vâng vâng. À, thế chúng ta sẽ vâng, chúng ta sẽ hay hô thể dục, hay hô buổi sáng thể dục ở ban miền Tây chỗ cô Nhẫn cô. À rồi đấy. Hay hô buổi sáng thể dục. Từ đấy mình vào đấy học rồi. Ừ. Ừ. Rồi. Đấy là đang vào đấy cô Nhẫn đang là hiệu trưởng. Sau đúng là rồi. Sau kia một thời gian công Nga. Cô đấy nghỉ sau là công Nga. Rồi ok. Ở đấy mình cũng học đấy rồi. À rồi. Rồi. Thì thứ nhất xong là để quảng bá luôn. Vâng, quý vị và các bạn ạ. Tết Độc Lập mà của dân tộc Việt Nam hoành tráng. Vâng. Vâng, đây là cũng xin cũng khái quát với quý vị và các bạn, đây là chỉ một xã chứ không phải là huyện tổ chức, nhưng mà quy mô trong một xã thôi. Nếu nói về cả nước thì càng rầm rộ, càng vui nữa. Vâng, chúng ta sẽ đi vào. Vâng. Vâng. Đó.
rất đông. Tết Độc Lập. Vâng. Vâng, chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Vâng. Vâng, nhìn trang phục và ba em cho anh xin hỏi một chút, có cái trang phục lung linh đây không phải bạc mà vàng. Thế là em dân tộc gì ạ? Em dân tộc Mông ạ. Mông ạ. Vâng. Thì anh biết là cũng lễ hội hôm nay là chủ yếu là cầu tàu đúng không ạ? Gầu tàu hay là cầu tàu? Cầu tàu. À. Cầu tàu. Gầu tàu thế dịch ra là như nào ạ? Có thủ tục không? Theo đúng với nghĩa của ngày xưa trong dịch ra ấy, gầu tàu gọi là lễ đấy, chủ yếu tập trung vào mục đích gọi là cầu phúc. Cầu phúc và anh cứ nghĩ là tình yêu chẳng hạn. Vẫn có cả tình yêu. Có cả đấy. Và vâng, vâng. Gần gầu tàu đấy vâng. Thì vâng. Giới trẻ người ta có thể tìm được cái gọi là cảm tình đôi của mình trong cái lễ hội đấy. Vâng, cảm ơn đăng ký kênh anh làm Ruby, anh là chăn nưa. Vâng, anh tìm hiểu hôm qua anh vừa từ Than Uyên về. Vâng, thế là hôm nay anh đến Điện Biên. Vâng. Chào em nhé, xong anh đi tìm hiểu vào trong. Cùng vâng. I don't. Cũng tìm hiểu một vài chút gầu tàu là hạnh phúc hoặc là cầu may gì đó. Vâng, thì cái lễ này thì chắc tí nữa tôi sẽ gặp các nghệ nhân hoặc là gặp để rõ hơn về cái lễ mà thậm chí gầu hay là cầu tàu ấy thì cũng chưa đó, nhưng mà cứ khai quát đi nhỉ. Đây là gian hàng đây, trưng bày đi. Cứ lên đã nó. Cầu tàu thì lúc đấy thì sẽ cụ thể sau. Vì cánh trẻ chúng ta thì nếu mà chúng ta không ôn lại, không tổ chức như này thì sẽ bị mai một. Mà thậm chí không nhớ cơ. Nếu mà hỏi các bạn trẻ thì hỏi gầu hay cầu cũng khó. Bây giờ tôi sẽ hỏi vâng, trang phục và đây. Vâng, em xin chào chị. Chị, cái lễ hội này mình là gọi là gầu tàu hay là cầu tàu ạ? Gầu tàu hay cầu tàu? Cái lễ hội gầu tàu hay cầu tàu? Gầu tàu. Chị tưởng là mong là chị có khá. Vâng, thế thì chuyển sang bên này. Vâng, chào các chị. Em xin hỏi cái lễ hội hôm nay mình gọi là lễ hội gì ạ? Hôm nay Tết Độc Lập ngày mùng 2 tháng 9 ấy ạ. Nhưng mà ở xã mình là tổ chức lễ hội gì ạ chị? Lễ hội gì ạ? Chào
Vâng thì vâng là lễ hội vâng thế thì vâng sẽ hỏi vâng em độc lập này là thoải mái vui rồi, nhưng mà cái lễ hội tổ chức thì nếu chị ơi, nếu mà tiếng Mông mà gầu tàu vâng thế thì lại tiếp tục là phải tiếp tục cho bác hỏi đi rồi từ từ đấy xong là hỏi chỗ là xin phiền nhỉ tí nữa rồi đi sẽ có nhiều phần mà rất đông. Vâng, quý vị và các bạn, là lễ hội Tết độc lập mùng 2/9 thì chúng ta cũng nghe rất nhiều nơi, và trong đó là hôm nay vâng tôi sẽ hỏi vâng để quá rộng đây. Em ơi, đây chắc hỏi trẻ nhất à? Em ơi, hỏi ba chị này. Em ơi, lễ hội này là lễ hội gì ạ? Đây này. À là sao nào? Lễ hội ngày hội văn hóa dân tộc Mông. Dân tộc Mông mà. À. Vâng, thế thì anh cũng muốn tìm hiểu về cái nét dân tộc Mông mình. Anh thì từ Lê Châu về cơ. Anh Lê Châu ra đây cơ. Thế thì cái hôm nay tổ chức là bao gồm những tiết mục gì em? Anh ơi, sáng nay em đi mùa một em chẳng nghe được tiết mục gì đâu, nhưng mà hình như là giá đánh giày nè, văn nghệ nè. Vâng thì văn nghệ này đánh giá đánh giày à? Thế đã làm rồi chưa? Cô đây còn anh thì hôm qua anh vừa than nguyên tổ chức ta lên Ba Châu ấy tổ chức, nhưng mà đấy là của người Thái, nhưng nghe đây là của người Mông. Vâng. Em thấy tổng Mông nó vâng. Ngày mai nữa mà ngày mai hội trời sau anh nửa Mông nửa Thái nửa Mông nửa Thái trong cũng nửa Kinh nữa à? Anh hôm qua là chúng ta kinh tiếng của đồng là đây chẳng lo đâu mà đi kinh cái gì nữa, đây là kinh nghe, đây là cửa Kinh đấy. Thì em hôm qua nào ạ? Vâng thì em đăng ký kênh anh làm cái kênh YouTube anh, kênh của anh Chăn Đưa, tên là Chăn Đưa. Chăn Đưa là có sẽ có hình ảnh của anh Chăn Đưa, em vào đăng ký xong anh sẽ lại mà anh đi từ Thanh đến xong nhớ vào là hình ảnh của em là đóng khung luôn ở đó em bác xem đứng không không tôi lại đang làm phim anh cứ hẹn đúng rồi làm
Vâng, cũng được thôi, nhưng mà đang làm phim ai cầm giúp nhỉ? Vâng vâng. Hả? Vâng vào đi. Không vào nhưng mà ai làm phim rồi. Em không vào mà. Em sát sát. Em vào đi. Vâng. Rồi. Vâng, xin chào. Cảm ơn em. Vâng, cũng có lẽ là mải nói chuyện thấy em gái xinh quá. Thế thì em đi nữa có hình ảnh rồi đấy xong nhá. Vâng. Chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ lên cái quả đồi rất tự nhiên, nhưng mà trước tiên sẽ đi khám phá gian hàng, từng gian hàng, từng gian hàng ẩm thực. Việc trong nước nước ngoài. Vâng, là ngoài những phía công tác văn hóa văn nghệ thì chúng ta còn có cái các gian hàng giới thiệu việc làm này, gian hàng dân tộc, nó có bao gồm là quả lạc đỏ, bí, đây là mình thường nói hay là đây là bí ngô. Vâng, ngoài cái trưng bày sản phẩm chúng ta là thưởng thức là tiếng khen sáo, tiếng sáo, tiếng sáo, sáo trúc. Cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là sản phẩm quê nhà của dân tộc. Đây đúng không ạ, như đỗ hoa chuối rừng đặc sắc. Đây không gian văn hóa giới thiệu sản phẩm dân tộc Thái của xã Nà Hì. Vâng, xã Nà Hì là chúng ta đã biết rồi, có bao gồm có dân tộc Mông và dân tộc Thái. Đây vâng, ngoài của Nà Hì chúng ta sẽ đến xã các xã khác ba tuần. Vâng, chào các ông bà là ủng hộ được cái sản phẩm này chưa các anh các chú. Vừa phối hợp nhạc vâng, đây là gian hàng dân tộc Mông xã Ba Tần. Vâng, mà cũng trước khi vào các trưng bày của gian hàng là của huyện Nậm Pồ thì là 15 xã đã có mặt trưng bày tại không gian văn hóa ẩm thực và giới thiệu sản phẩm của ngày Tết độc lập. Và chúng ta sẽ lướt. Vâng, đây là dân tộc Mông xã Trà Tở. Vâng, vì câu tàu là nói về Mông nhiều hơn, vì là nếu mà sang năm có tổ chức thì nói về Thái nhiều hơn. Và chúng ta vâng, ui nhìn thấy lá cọ đây rồi, cái lá cọ ở đây chắc là chào các bà đây, người Thái không ạ?
nhưng mà người Thái, nhưng mà lễ hội này lễ hội người Mông, sao là các bà lại sao tự nhiên là các bà lên chơi à, lên chơi thôi gì tưởng vâng các bà là xã nào vậy ạ? Xã Trà Cang, có xã Trà Nưa, cũng có xã Nam, có xã luôn đó. Trà đến thăm, vâng à. Trà Cang à, đây à, bộ, à, xã Trà Nưa, xã Trà Nưa, con gái ở xã Trà Nưa. À, ui, nhà đẹp nhỉ, đúng mặt trước đấy. Em, cái này là món gì em? Vâng, trong đó là có cả tỏi đúng không ạ? Trưng bày vùng cao. Đôi khi nói hết lướt qua đã nhỉ? Lướt qua sẽ cụ thể xong. Nàng con sao là đẹp đấy. À. Ông ơi, cầm cái máy để tôi giới thiệu cho tôi biết. Là làm hai đoạn. Rồi anh đang có sai nào?